Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vào năm 2021 nữ mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng vào năm 2021 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là thứ tính chi long, tức rồng có tấm lòng khoan dung. Mệnh kim, bạch lạp kim, nghĩa là vàng trong sáp. Mệnh bạch gặp kim gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi, thìn gặp sửu, lục phá, không tốt. Thiên can, canh gặp tân, tương hợp, tốt. Sao chiếu mệnh, sao thái âm. Vận hạn, hạn tam kheo. Vận niên, long đắc vũ. Thái tuế năm 2021 phạm thái tuế, phá thái tuế. Tam tai năm 2021 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2021 không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng. Sao thái âm là một các tinh mạnh thuộc hành thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Tác động của sao thái âm như sau. Sao thái âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Sao chiếu mệnh nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Sao chiếu mệnh nữ mạng sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều các lợi. Người được sao thái âm chiếu mạng cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Nếu sao thái âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự do, sau này mất ánh sáng ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong lúc đó, dậu tuất hợi tí là miếu địa, phượng địa. Cung sửu mùi có sao thái dương đồng cung là chủ bình hòa, thêm các tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Thái âm miếu phượng ở cung mệnh chủ về vợ sang, có tài nội trợ, gặp được nhiều phụ nữ đẹp. Nếu có thêm văn khúc thì có thể ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc, chủ về quý. Sao thái âm tối kỵ đồng cung với sao kình dương, chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con cái, mẹ xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao thái âm ở cung tật ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, xa bì, phong thấp, can vượng, chướng nước, tật mắt. Thái âm gặp hãm địa, lại thêm sát thì bị ung thư gan. Thái âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu ở gần vùng đất thấp trũng, có hồ nước hoặc đường nước, sông rạch, khe đầm, giếng nước hoặc nơi ít ánh sáng thì tốt. Khi gặp sao thái âm, trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9 âm lịch. Sang tháng 11 thì kém may mắn vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao thái âm thuộc hành thủy, khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn, lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa chỉ nhắc nhở khi có tiền phải tiết kiệm và biết cách gìn giữ.
Vận hạn năm 2021 của tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn Tam Kheo cũng nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu Tam Kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn Tam Kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn Tam Kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Mỗi tuổi gặp hạn Tam Kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến bị tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây ra sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Những cách giải hạn Tam Kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu tâm dưỡng tánh, tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất, đạo đức, làm nhiều việc lương thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói đây được coi là cách giải hạn Tam Kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực. Nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, vệ sinh nguồn nước rất quan trọng. Những bạn làm trong công việc liên quan đến cơ khí, hàn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng các giải hạn Tam Kheo. Việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến. Tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm trong khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thống đạt. Không nên chấp vặt, thù dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Vận niên năm 2021 của tuổi Canh Thìn sanh năm 2000 nữ mạng. Long đắc vũ là gồng gặp may, được cơ hội làm mưa, làm gió cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều công việc to lớn phải làm, tuy nhiên gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu. Nhưng nếu kiên trì, quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu, gây khó dễ nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, sao được công thành danh toại. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sao kẻo bị lừa gạt về tình cảm. Tuổi Canh Thìn sanh năm 2000, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm thái tuế không? Trong năm Tân Sửu 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế, cụ thể như sau. Tuổi Sửu vào năm 2021 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn. Bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm, làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình, nhiều biến động.
Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, phá thái tuế. Tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân, Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Canh Thìn, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thìn. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm kim lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là 1. Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. 2. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. 3. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. 4. Kim Lâu Lục Súc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật súc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Súc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng là 22 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Tuổi Canh Thìn, sanh năm 2000, nữ mạng, trong năm Tân Sửu 2021 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài, chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu,
Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm nhân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản, nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính nhân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy trong năm 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng là 22 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoàng ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng. Vào năm Tân Sửu 2021, chi tiết, nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.